bức thư bí ẩn đến từ tương lai. Chào mừng bạn những con người hiện tại đang đọc bức thư này. Đây là bức thư được gửi từ tương lai, điểm mà bạn sẽ không bao giờ chạm đến. Tại sao tương lai là thứ mà bạn sẽ không bao giờ chạm đến? Lý do cho điều này chính là bởi vì tương lai tồn tại như là một ý nghĩ, và mặc dù chúng tôi đã đi xa hàng triệu năm, chúng tôi vẫn ở đây để phục vụ các bạn như là những con người đáng quý. Chúng tôi tin rằng thế hệ loài người là một trong những thế hệ quan trọng nhất của hành tinh này. Những con người có thể kiến tạo nên một hành tinh xanh thay vì một hành tinh đầy ô nhiễm. Sự ô nhiễm của một hành tinh không chỉ đến từ sự ô nhiễm bên ngoài, mà nó còn đến từ sự ô nhiễm bên trong tâm trí của mỗi con người. Và đó là lý do tại sao dù chúng tôi có thể đi xa hàng triệu năm trong quá trình tiến hóa, chúng tôi vẫn luôn ở bên bạn để sát cánh cùng nhau kiến tạo nên một nền văn minh thực sự cho con người, loài người và toàn bộ nhân loại. Định mệnh tương lai của các bạn do chính các bạn quyết định. Nếu các bạn muốn con người, loài người không bị hủy diệt, thì cách tốt nhất đó chính là sự chung sống hòa bình trong một thế giới mà ngay cả những bất an nhỏ nhất cũng không nên tồn tại. Tương lai được tạo ra do chính những con người trong hiện tại quyết định. Đó là khoảnh khắc mà tất cả các bạn có thể chung sống cùng nhau trong một bầu không khí hợp nhất, thống nhất, hòa bình, thay vì đấu tranh vì những thứ nhỏ bé, để rồi cuối cùng mọi thứ đi đến chung cuộc như là sự kết thúc của tất cả. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực lớn nhất mà chúng tôi có thể giúp đỡ những người trên hành tinh của các bạn, đó chính là đưa ra những cách thức hợp lý nhất để các bạn có thể tự giúp chính mình. Sự hỗ trợ tốt nhất từ những người tương lai mà các bạn nhận được, đó chính là tần số rung động mà các bạn đón nhận trong suy nghĩ của các bạn với các phát kiến, sáng tạo, phát minh, công trình, nghiên cứu khoa học và các thành tựu để giải quyết vấn đề cho hành tinh của các bạn trong sự hợp nhất với hiện tại. Đó không phải là vật chất, vinh hoa và những thứ thuộc về bên ngoài, mà đó chính là hòa bình, hợp nhất, thống nhất, văn minh, sáng tạo và sự thịnh vượng chung của mỗi người và mọi người cùng nhau đến từ bên trong. Chúng tôi tin rằng thời khắc quan trọng nhất để các bạn có thể đi đến tương lai nhanh chóng đó là tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, vì đó cũng là nơi duy nhất mà cuộc sống diễn ra. Cuộc sống chưa bao giờ là phút giây hiện tại, và nếu các bạn có thể sống trong hiện tại một cách tốt nhất, các bạn sẽ đi đến tương lai một cách tốt nhất. Chúng tôi đã chứng kiến hàng ngàn nền văn minh đã được sinh ra và biến mất trên hành tinh này, chỉ với một lý do duy nhất lặp đi lại, đó chính là sự tột cùng của văn minh, là sự tranh giành của những cái tôi, và đó chính là con đường của sự hủy diệt tất cả. Nền văn minh của loài người hôm nay chỉ là một trong số các nền văn minh trên hành tinh này. Một trong số hàng ngàn nền văn minh trên hành tinh này được sinh ra và biến mất, và cũng chỉ là một trong số hàng triệu nền văn minh khác nơi các thiên hà xa xôi mà các bạn sẽ không bao giờ có thể đi đến được. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những điều mà các bạn sẽ không bao chạm đến được, bởi vì các bạn sẽ không bao giờ đi đến được tương lai. Tất cả mọi thứ đều chỉ là hiện tại, nơi duy nhất mà cuộc sống diễn ra, và chúng tôi không phải là những người đến từ tương lai trong thời gian, mà là những con người đi xa hàng triệu năm so với hầu hết những người đương thời với tần số rung động cao hơn. Vì trong sự cốt lõi, sự khác biệt giữa quá khứ, tương lai và hiện tại chỉ là ảo tưởng lâu dài và ngoan cố của con người, như nhà khoa học của các bạn Albert Einstein đã từng nói như thế. Có thể các bạn sẽ mất hàng trăm năm hoặc hàng ngàn năm nữa để hiểu được thông điệp đơn giản mà những nhà khoa học của các bạn giải mã: thế nào là quá khứ, hiện tại và tương lai tồn tại đồng thời. Tuy nhiên, mặc dù sự thật đơn giản đã được hé lộ và một kỷ nguyên mới được mở ra, như là tấm màn bí mật được hé mở sau đại dịch Covid-19, theo cách mà thực tại trần trụi hoàn toàn không có thời gian đã được tiết lộ, sẽ thúc đẩy nền văn minh của các bạn bước một bước tiến thật dài, như Neil Armstrong đã từng nói khi ông lần đầu tiên bước đi trên mặt trăng, thứ mà phải mất đến hàng vạn năm các bạn mới đến được đó. Vậy nên, hãy trân trọng phút giây hiện tại của các bạn, và đón nhận một sự thật trần trụi về một thực tại không có thời gian, như là con đường trực tiếp về sự kinh nghiệm vĩ đại nhất mà các bạn có thể đã từng khám phá. Đó là mục đích của lá thư này, bức thư bí ẩn đến từ tương lai, và các bạn sẽ không bao giờ có thể đến được đó, bởi vì không một thứ gì có thể đưa bạn đến với tương lai, ngoại trừ một điều duy nhất, đó chính là gỡ bỏ thời gian ra khỏi thực tại, và bạn sẽ đi đến đó chỉ với một điều duy nhất, sự tĩnh lặng của tâm trí. Đó chính là thực tại thật của các bạn và là thực tại giao nhau của mọi thời không, thứ mà nhà khoa học của các bạn, Albert Einstein, đã từng nói: sự khác biệt giữa quá khứ, tương lai và hiện tại là một ảo tưởng lâu dài và dai dẳng của con người. Chào mừng bạn đến với một giai đoạn mới của cuộc đời, giai đoạn không thời gian. Và mục đích của lá thư này chính là thúc đẩy nhanh quá trình đó, trên con đường của sự tiến hóa và hợp nhất với toàn bộ cuộc sống thông qua sự gỡ bỏ thời gian ra khỏi thực tại. Và bạn đang trên đường đến đó bằng con đường hợp nhất với hiện tại và toàn bộ cuộc sống. Hát câu đồng tiền hiện tại được ra đời để phục vụ mục đích đó, với sứ mệnh thực sự đó chính là hiện tại, là tất cả cuộc sống, và cách đơn giản nhất để đi đến tương lai nhanh nhất đó chính là bắt đầu từ khoảnh khắc hiện tại này, hợp nhất với toàn bộ cuộc sống trong mỗi bước đi của cuộc đời. Thông điệp từ nhà sáng lập Hát Coi Đồng Tiền Hiện Tại. Tổ chức Hát Coi Đồng Tiền Hiện Tại ghi nhận.